Xin chào các bạn, tôi đang mặc trên mình là chiếc áo của chùm cuối một mẫu áo mới Áo mi, cầm mồm và lấy tiền của tao Phải nói với các bạn là mặc áo của trùng cuối thì như vua mặc lọc bào Người mua nhìn vào còn thấy chói mắt Mặc ra ngoài đường, trời đang nắng gắt, phải đổ mưa Không mua để phí Link mua hàng ở phần mô tả ở bình luận Black Panther Wakanda Forever đã chính thức ra mắt. Phát sóng cuối cùng của Marvel trong Phase 4 thực sự là chưa đủ làm hài lòng phần đông số lượng khán giả. Với một cốt truyện có chút dề dà và lan man quá mức và chưa đủ để chạm đến cảm xúc của người xem, nhưng tựu chung lại, đó vẫn là một tác phẩm mà đạo diễn Ryan Coogler đã rất cố gắng để tri ân cố diễn viên Chadwick Boseman. Thêm vào đó là cải cắm những nhân vật mới, những chi tiết ẩn dẫn đến những bộ phim trong tương lai của MCU. Hay nói đúng hơn là Ryan Coogler đã phải tìm cách để đưa chiến binh báo đen trở lại một cách hợp lý nhất. Đó cũng chính là những gì đã diễn ra trong After Credit của Wakanda Forever. Nếu bạn chưa hiểu rõ cái kết của phim và tương lai của những nhân vật trong MCU, hoặc là nếu bạn không muốn xem Black Panther Wakanda Forever vì sợ phí tiền vé và phải trải nghiệm 3 tiếng buồn ngủ trong rạp thì video này chính là dành cho bạn. Lưu ý là cả cái video này sẽ có một đống spoiler đấm thẳng vào đầu các bạn, nên là những ai chưa xem và có ý định xem thì có thể dừng ở đây. Về phần after credit của phim, tuy là bộ phim kết thúc phase 4, nhưng Black Panther Wakanda Forever chỉ có một after credit duy nhất và đó có lẽ là after credit dài nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel. Shuri sau trận chiến với Namor đã quyết định đến Haiti cùng với Nakia Cô đã quyết định đốt chiếc áo tang mình mặc ở trong đám tang của anh trai tờ Chala, chấp nhận rũ bỏ quá khứ để tiếp tục bước tiếp trên hành trình tiếp theo của mình. Sau đó Nakia xuất hiện và giới thiệu với Shuri con trai của cô và đương nhiên là con với tờ Chala, chứ không người tự dưng mang ra giới thiệu làm gì. Đứa con này được tờ Chala yêu cầu Nakia giữ kín không cho ai biết. Đó cũng chính là lý do Nakia biệt tâm biệt tích khỏi Wakanda không trở về dự đám tang của tờ Chala. Và điều quan trọng ở đây là gì? Đứa bé này cũng tên là tờ giống bố của mình. Và điều đó có ý nghĩa thế nào? Đầu tiên ta phải nói về sự ra đi vô cùng bất ngờ của nam diễn viên Chadwick Boseman bởi căn bệnh ung thư. Điều này không chỉ đem lại sự thương xót vô cùng to lớn đối với đội ngũ làm phim mà còn đưa họ vào một thế rất khó khi chả biết phải làm thế nào với kịch bản của phần phim thứ hai. Trước đó đạo diễn Ryan Coogler đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn là ông đã hoàn thành kịch bản của Black Panther phần 2. Nhưng do Chadwick Boseman ra đi quá đột ngột dẫn đến việc vị đạo diễn phải thúc đẩy việc sửa đổi kịch bản gấp để kịp tiến độ của vũ trụ điện ảnh Marvel. Đó cũng có thể là lý do cho việc Wakanda Forever không hoàn toàn chỉnh chu về mặt dẫn dắt câu chuyện và thế là trở thành một đống lộn xộn không đáng có. Nói chung là đạo diễn đã cố gắng hết sức để sửa nhưng mà nó vẫn chưa được tốt lắm. Quay trở lại với câu chuyện của After Credit, Shuri lúc này đã trở thành chiến binh báo đen mới. Tuy nhiên Marvel không thể cứ thế loại bỏ đi nhân vật từ Chala được vì hầu hết những đầu chuyện hay nhất về chiến binh báo đen trong comic đều là về nhân vật từ Chala. Giờ mà cho Shuri làm luôn thì đâm ra lại phí hết cả tài nguyên comic. nhỉ? Thỉnh thoảng nguy cấp thì Shuri lên đồ tí là được rồi Đạo diễn Ryan Coogler lúc này buộc phải nghĩ ra một cách nào đó để hồi sinh T'Challa Mà vẫn giữ nguyên được di sản mà Chadwick Boseman đã để lại Hoặc đơn giản là ông buộc phải làm thế nếu không muốn bị Marvel con déo tên Recast diễn viên mới là điều chắc chắn không xảy ra Cho nên ông đang nghĩ ra một cách dễ hơn đấy là thêm vào một nhân vật mới hoàn toàn Không hề có trong comic và đặt tên là T'Challa luôn Thế là chúng ta có một T'Challa với một cách vô cùng hợp tình hợp lý và cậu bé này chắc chắn sẽ là chiến binh báo đen mới trong tương lai với việc Suri đã trồng được tâm hình thảo nhân tạo, thì việc tái tạo lại một chiến binh báo đen mới là việc chắc chắn sẽ xảy ra, vì chẳng tự nhiên mà đạo diễn lại thêm hình ảnh Suri đi trồng tâm hình thảo trong phim làm gì cả. Đó chắc chắn là một dấu hiệu cho thấy sẽ có một chiến binh báo đen khác trong tương lai. Về độ tuổi của cậu bé, chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ một pha time skip nào đó đến từ vũ trụ điện ảnh Marvel để cậu bé có thể đạt tới độ tuổi thiếu niên và khoác lên mình bộ giáp báo đen của bố mình. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, vì phase tiếp theo của Marvel sẽ liên quan nhiều đến Quantum Realm hay thế giới lượng tử. Cùng với đó là phản diện lớn thứ hai của vũ trụ điện ảnh Marvel, Kang the Conqueror, một kẻ quan sát dòng thời gian. Nếu mà xét trong comic, T'Challa thực sự có một đứa con, nhưng đó lại là một biến thể nằm ở một vũ trụ khác, chứ không phải vũ trụ gốc 616. Đứa con này tên là Azari T'Challa, là con trai giữa T'Challa và Ororo Munro aka dị nhân Storm. Azari được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2008 qua đầu truyện Next Avengers Heroes of Tomorrow. Cậu thừa hưởng sức mạnh của tâm hình thảo di truyền từ bố và khả năng thao túng điện năng từ mẹ. Lý do Marvel phải thay thế Storm bằng Nakia là vì hồi làm Black Panther phần đầu tiên thì X-Men vẫn chưa được về nhà nên là Nakia đã trở thành người thay thế. Cậu bé T'Challa này chính là T'Challa mới tinh Rep 11 của vũ trụ điện ảnh Marvel, chưa chả liên quan gì đến Azari T'Challa cả có khi tờ Chalam mới này mới chính là phiên bản cưới Storm và đẻ ra Azari cũng nên. Cái này thì còn phụ thuộc vào những phase tiếp theo của Marvel để xem họ nhét dị nhân vào như nào đã. Trong Wakanda Forever cũng đã nhắc đến việc Namor là một mutant aka dị nhân. Và trước đó thì Miss Marvel cũng đã được gọi là mutant. Nên chắc chỉ vài phần phim nữa thôi Là dị nhân sẽ cập bến chính thức với vũ trụ điện ảnh Marvel rồi Ngoài ra theo những vài thông tin bị dò dỉ trên mạng Thì có một after credit thứ hai Với sự xuất hiện của Doctor Doom nhưng mà rõ ràng với những ai xem phim rồi thì ai chả biết là có cái nịt mà Doctor Doom xuất hiện. Về cơ bản thì Wakanda Forever đã giới thiệu quá nhiều nhân vật mới rồi. Tự nhiên nhét thêm cả Doctor Doom vào fan service quá thì cũng chả để làm gì nên cái giả thuyết này cũng trở nên bị dở hơi. Chưa kể đến việc một phản diện lớn tiếp theo của Phase 5 Phase 6 là Kang thì lại chưa xuất hiện quá nhiều nên là muốn Doctor Doom xuất hiện thì cũng phải chờ đến bộ tứ siêu đẳng trong phase 6. Nếu theo đúng chu kỳ thì đáng lẽ sẽ có một after credit về Kang ở Wakanda Forever. Giống như hồi Thanos xuất hiện trong Avengers phần 1 ở cuối phase 1 thì cũng được. Nhưng mà nếu Marvel muốn ỉm hàng đến Ant-Man Quantumania thì thôi. Cũng không thể đòi hỏi gì thêm ở Wakanda Forever cả. Nhân vật tiếp theo là Riri William aka Iron Hot, sắp tới cũng sẽ có một bộ phim riêng của mình. Trong đoạn kết của Wakanda Forever, Riri đã bị Shuri tịch thu lại bộ giáp của mình. Điều này buộc Riri phải tự làm ra một bộ giáp khác và khả năng cao đó sẽ là bộ giáp cồng cảnh trong cảnh hậu trường đã bị leak cách đây không lâu. Nhìn qua bộ giáp, ta có thể thấy được nó giống với bộ giáp đồng nát mà cô bé đã dùng để chạy trốn FBI, nhưng đây có thể sẽ là bản hoàn thiện của nó. Do không còn những công nghệ của Wakanda trợ giúp, không được nạp VIP nữa thì Riri buộc phải cày chay và chế lại bộ giáp quá khổ này. Có lẽ điều này sẽ phù hợp với Iron Man trước kia cũng đi lên từ bộ giáp quá cỡ, sau đó mới nâng cấp lên dần dần, mà thực ra trông bộ này đẹp hơn bộ Wakanda Forever nhiều. Mong là đừng bị tiến hóa ngược. Về nhân vật phản diện mà Riri phải đối đầu sắp tới là cái ông mặc áo choàng này. Nhiều ông giả thuyết cụ thể là ông nào đã đọc hơn 6 đầu truyện thì sẽ nói đây là Mephisto. Nhưng thực ra đây lại là Parker Robbins aka The Hood Phản diện trong Iron Hot đã được chính Marvel xác nhận Sức mạnh của The Hood được lấy từ Dormammu Con quỷ đã từng xuất hiện trong Doctor Strange phần 1 Thông qua chiếc áo choàng mà anh ăn cắp được Parker không biết sức mạnh này từ đâu mà có Nhưng mà có thì anh cứ dùng Đây là một phản diện theo hướng phép thuật Trái ngược hoàn toàn với sức mạnh đến từ công nghệ của Riri nên tôi cũng khá mong chờ phần phim tiếp theo của Iron Hot. Namor hiện tại thì chưa có thông tin gì nhiều lắm. Trong đoạn kết thì Neymar đã có cuộc nói chuyện với thuộc hạ của mình. Anh nói là chờ khi nào thế giới đến đánh Wakanda thì mình sẽ đến giúp. Nhưng mà xét trên bối cảnh hiện tại chưa thấy có bộ phim nào tiếp theo có liên quan đến Wakanda Nên khả năng Mo sẽ được nghỉ ngơi một thời gian dài Một nhân vật khác mà ai cũng sẽ để ý tới nhưng mọi người lại chẳng biết là ai Chính là vợ cũ của đặc vụ Ross, Valentina Cho những ai đã quên thì bà này là giám đốc của CIA Bà là người đã đến gặp John Walker để tuyển dụng anh trở thành đặc vụ Hoa Kỳ US Agent Trong phần phim Falcon and the Winter Soldier Và bà cũng đã đến gặp Yelena Belova để giao nhiệm vụ sát hại Hawkeye trong bộ phim cùng tên Đây chính là tiền đề để Valentina tạo nên The Thunderbolt Đội ngũ siêu phản diện sắp tới sẽ có phim riêng vào giai đoạn cuối Phase 5 Đội hình Thunderbolt thì đã được công bố và Valentina đang dần dần làm tuyển trạch viên đi tuyển người. Trong Wakanda Forever mặc dù xuất hiện nhiều thật đấy, nhưng mà toàn thấy chồng cũ vợ cũ chứ chả thấy tuyển được ai. Có khả năng là bà này cay Wakanda quá nên sẽ tạo ra một đội để chơi mẩn với Wakanda. Nhưng mà Bucky lại có mặt trong đội hình này nên giả thuyết này cũng hơi lung lay một tí Dù sao thì đây cũng là những chi tiết cài cắm đủ hợp lý cho những diễn biến tiếp theo của phase sau Nhưng mà phải công nhận Marvel tham thật Cố mà nhồi thật nhiều vào để đẩy nhanh tiến độ phát triển Vô tình lại khiến cho những bộ phim của mình trở nên thừa thãi và gặp nhiều vấn đề trong khâu xây dựng kịch bản Mong là trong tương lai sắp tới Marvel sẽ có những cách khôn khéo hơn để giới thiệu các nhân vật mới và cài cắm các chi tiết một cách thuyết phục hơn. Và đó là tất cả những dự đoán của tôi về hành trình của các nhân vật trong Wakanda Forever và cả phase sau của vũ trụ điện ảnh Marvel. Nếu các bạn có bất kỳ giả thuyết nào hãy comment ở bên dưới. Và giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.